Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp gà. Phần thịt dư thì chúng ta cắt bỏ đi. Chúng ta sẽ ướp với một ít muối, một ít tiêu. Rồi chúng ta sẽ bắt bếp và áp chảo gà này lên. Trong cái thời gian mà áp chảo á thì chúng ta sẽ pha nước sốt ha. Sốt đây thì Nguyên sẽ cho là chanh dây. Đường. Ít mayonnaise. Một xíu muối. Một ít dầu ăn để cho cái sốt có độ bóng. Bạn lưu ý là chúng ta làm sốt này đó thì đánh đều tay cho tan hết mayonnaise ra. Và chúng ta sẽ đánh mạnh tay ra, càng lúc đánh càng mạnh tay để sốt mình nó bông lên. Rồi, chúng ta đã có một phần nước sốt. Chảo chúng ta đã nóng và bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô. Gà nãy thì mình ướp rồi đó, mình sẽ đem đi áp chảo. Cho một nhánh rosemary và lá hương thảo để cho gà của chúng ta có độ thơm. Bạn lưu ý khi chúng ta áp chảo thì chúng ta áp chảo lửa nhỏ thôi nha, để cho thịt gà chúng ta chín đều. Rồi, trong thời gian mà chờ đợi thì mình sẽ quậy tiếp phần sốt này cho sốt nó có độ bóng. Những mayonnaise hay là đường, muối nó cũng đã tan hết rồi, nó sẽ có độ bóng và độ kẹo. Đó. Như vậy là đặc chuẩn của cái sốt chanh dây. À thì chúng ta sẽ áp mặt thịt trước. Mặt da thì chúng ta sẽ áp khoảng 3 phút cho da giòn. Rồi, trong thời gian mà đợi gà chín nữa đó thì mình sẽ cắt củ cải đường để mà ăn kèm với salad. Của cái đường thì Nguyên sẽ cắt khoanh ha, khoanh tròn và cắt mỏng. Cà chua bi thì Nguyên cũng cắt khoanh tròn. Chúng ta lưu ý thì lâu lâu chúng ta trở mặt này. Salad tím, Nguyên sẽ lấy 3 lá thôi. Mình sẽ cắt nhỏ này ra cho vừa ăn. Rồi, salad ri xê. Nếu mà không có salad ri xê á, bình thường này ngoài chợ người ta có bán salad nhúng và salad cà rôn đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng là hai loại salad đó, không cần thiết là phải sử dụng loại salad ri xê này. Mình sẽ lấy vài nhánh thôi. Salad roman. Ta cũng đã cắt xong salad và thịt gà cũng đã chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy thịt gà ra. Rồi, ta đã có một phần gà áp chảo rất là đẹp. Tiếp theo là để mà phần salad này nó ngon hơn đó thì mình sẽ cho một miếng bơ. Đó. Sau thì mình sẽ nạo ra. Rồi, cắt hột lựu rồi cho vô salad luôn. Rồi thì tất cả các khâu công đoạn thì cũng đã hoàn thành rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái này đều lên và sẽ cho ra một cái dĩa khác.
cho ra đây. Rồi, thịt gà thì Nguyên sẽ cắt nhỏ ra cho vừa ăn. Rồi, mình sẽ rưới phần nước sốt này lên. Chúng ta cũng đã hoàn thành một cái món salad thịt gà sốt trên dây. Thank you.